chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube Bỏ Phố Về Rừng Homey House của Minh Nguyễn. Thì ngay tại bây giờ thì Minh Nguyễn đang ở nhà của mình là Homey House trong làng cổ Thiên Hương. Và bây giờ là mưa rất là to trong làng cổ Thiên Hương. Đây là một dòng của cái nhà của mình. Đây là phía trên nha mọi người. Và mọi người khi mà đến đây thì có thể ngủ được ở trên đây và có thể ngồi uống chè ở đây để ngắm qua bên kia. Ở ngoài kia là đang mưa các bạn. Mình sẽ dẫn các bạn đi một vòng tham quan ngôi nhà của mình. Và đầu tiên là sẽ là cái nơi ở trước. Để mình buộc lại cái này cho nó giữ lại. Thì đây chính là cái nơi mà mình thiết kế để những vị khách, những người bạn đến đây uống trà ầm đảo với nhau có thể ghi lại cái chữ ký, cái thời gian mình đến và những cái gì đó thể hiện cho cái người đó đã từng đến đây. Để lần sau vị khách đó đến đó, sẽ được nhận từ một món quà của Minh Nguyễn nha. Bây giờ chúng ta đi xuống dưới nhà để chúng ta cùng đốt lửa. Tại sáng ở đây lạnh, mình phải đốt một ít lửa để mình nấu nướng rồi mình sưởi ấm. Nhà mình thì có là 6 con chó. Sáng tụi nó cũng khá là lạnh cho nên phải đốt lửa cho tụi nó để tụi nó sưởi ấm nữa. Nhà hơi tối nha các bạn, bật đèn lên. Các bạn thấy không? Đây là ở dưới. Thì hầu như là ở dưới mình chỉ để cho mọi người đến chơi, uống cà phê, rồi nói chuyện nhau, ăn cơm ở đây, ăn lẩu, ăn đồ nướng. Còn ở đây là mình cho là cái nơi để giải trí. Mọi người cũng có thể chơi trò chơi mình làm ở đây. Nhà mình là có ở nè, có ăn. Ăn thì có lẩu, có nướng. Nướng là làm từ những nguyên liệu địa phương và theo khẩu vị vùng miền của mỗi người. Có thể ăn đồ Bắc, đồ Trung và đồ Nam. Và mà mình cũng có phục vụ cà phê nóng vào buổi sáng, trà nóng, giống như là nước ngọt rồi đó. Rượu thì có rượu Ngô Thiên Hương chứ danh nổi tiếng rồi. Nè, dẫn các bạn đi tham quan một vòng nhà Minh Nguyễn nha. Đây là cái chỗ để mình đặt những cái ghế để mọi người vào đây có thể ngồi uống cà phê, ngồi ngắm cảnh. Hiện tại thì là mưa. Hai ngày nắng á, thì sẽ có 1 đến 2 ngày mưa. Ở đây cái kiểu nó là cái gì? Thôi con, anh Minh mà không thấy đại ca thì sao mà sủa đại ca hả? Thì hôm trước là 2 ngày nắng rồi. Thì đến hôm nay nó là sẽ là ngày mưa và có thể là ngày mai sẽ là một ngày mưa nữa, nhưng mà ngày mưa sẽ ngắn hạn thôi chứ không có dài. Và hết ngày mai, ngày mốt sẽ là tới ngày nắng. Thì cái quy luật mình để ý ở vùng cao này nó thường xuyên là như vậy, để cho người dân người ta có thể trồng trọt được á. Tại vì có nắng có mưa thì cây cối nó mới phát triển. Dạ hả? Trồng á, là trồng một lần là trồng rất là nhiều. Mỗi người cũng có thể sử dụng khoảng hữu 1 đến 2 hecta đất chứ không chừng nữa, nhiều khi đất rừng nữa các bạn. Thì trồng thì đâu có thời gian đâu mà để mình chăm sóc nó, mình phân bón đâu. Cái này là phó thác vào thiên nhiên hoàn toàn thôi. Và được cái thì ở đây người ta nuôi trâu, nuôi bò rất là nhiều. Thì có được cái lượng phân chuồng cực kỳ là dồi dào. Cho nên dân mình hầu như là trộn nó dưới đất với lại cây cỏ, mùn cưa bắt đầu đi gãi rồi. Cho nó giống như là tự nhiên, organic vậy đó các bạn. Đó, cái đệ tử này làm gì đây? Canh bà đốt lửa hả? Đây, mẹ mình má Năm đang ngồi đốt lửa để cho tụi nhỏ nó sưởi ấm, vì cũng nấu nướng vào buổi sáng. Nhà mình thì có một cái bếp bằng củi, một cái bếp bằng ga. Thì hầu như là mình chỉ xài bếp bằng củi thôi, bếp ga chỉ xài cấp thời thôi nha. Xài củi thứ nhất là ở đây nó có rất là nhiều củi ở trong rừng, mà không phải là mình đi chặt mới có nữa, mình đi lượm nó cũng có. Cái nguyên tắc ở đây á, trong làng á, người ta nói á, phép vua còn thua lễ làng. Cái nguyên tắc ở đây sau khi mình tìm hiểu, mình nói chuyện với những bác trưởng làng, những người có tuổi ở trong làng á, là từ xưa đến giờ á, mình cứ mình đi vào rừng, củi mà người ta chặt ra rồi á, người ta bó hình bó đó, là mình không có được lấy của người ta. Mình chỉ được nhặt những cây củi nó có dấu là mục, khi nó rơi từ trên cành nó rơi xuống thì mình có thể mình lấy những cái thanh dài dài á. Chứ không á, là mình lấy của người ta á, là mình sẽ bị đem ra làng xã người ta nói mình chết á. Đây là toàn cảnh cái bếp nhà mình. Cái hành lá hôm bữa ở đây thu hoạch, nay về thì gác bếp ở đây cho nó khô lại để lấy củ. Thì củ nó khá là to.
trồng không có phân bón gì nhiều, tự nhiên mà nó được gì các bạn. Thì khí hậu thổ nhưỡng ở đây là cực kỳ tốt cho những cây trồng, nó thích lắm. Ban ngày thì nắng, có đủ nắng, đủ độ ẩm. Ban đêm thì nó lạnh để cho cái cây nó phát triển. Đây những đệ tử đó, kia là ở ngoài, đây là cái nhà bếp của mình, cũng đơn giản thôi, tối giản thôi. Ngày trước á, mình đến đây mình ở á, mình có một người em á, là người Nùng ở dưới Lạng Sơn, lên đây để giúp mình, anh em cùng nhau gom nhặt, thu nhặt những cái gì còn sót lại của nhà để vẽ, để làm cái sàn nhà gì nữa bạn. Chứ ngày trước nó đâu có đâu. Cái nhà này, ngày trước ở phía trước này á, là người ta để củi không à. Gà vịt nó qua đây nó ở rồi nó phân tùm lum hết á. Mình phải vô mình nhặt, mình xếp, mình sửa lại hết. Nói chung là đổ công sức khá nhiều, còn tiền bạc thì không kể được. Không ít không nhiều đâu, nhưng mà ở đây mình vận chuyển á, mình mua á, cái gì nó cũng đắt hơn dưới vùng xuôi hết á. Còn cảnh trước nhà mình, đúng là trời mưa, bên kia là sương mù. Sau khi mưa thì ở vùng cao thì có sương mù rất là nhiều, nhưng không thấy đường đi luôn á. Cho nên trời mưa và trời sương mù thì người dân đây người ta không có thích đi ra ngoài, chỉ thích ở nhà. Còn mùa đông thì ở làng cổ Tiên Hương thì mọi người chỉ quây quần bên nhau, nấu rượu ngô, uống rượu ngô, thẩm rượu thôi. Cả những cô phụ nữ thôi cũng ngồi lại nhau 5-6 người nhậu y như đàn ông luôn. Nhưng mà tại vì mình thấy rượu ở đây nó khá là dễ uống, nó không có khó uống như rượu dưới xuôi, và nó cũng không có làm mình mệt, qua ngày hôm sau mình vẫn làm việc được bình thường. Nó giống như là một cái thức uống giải trí ở đây vậy đó. Con ngồi đây đó hả? Mình xin phép mình khoe một tí. Đây á, là cái cải trong vườn của mình, do mẹ mình trồng được á. Thấy thu hoạch nè, xanh lắm, không có phân nha các bạn. Trồng tự nhiên chứ cái từng cây, đợi ngày mưa mới trồng, cái này là mẹ mình trồng hết nha. Mình lâu lâu mình phụ thôi. Tại vì mình ở nhà mình phải đón khách, một người đón khách và một người phải ở bên kia làm thay qua thay lại đó các bạn. Với lại ở đây nữa có 1 ký gừng thôi mà trồng ra nè, được bao nhiêu là làm thêm một hũ mứt tự làm nữa, rồi cho khách đến đây người ta dùng thử mứt gừng á, ăn như mùa đông ấm lắm các bạn, tốt sức khỏe lắm nha. Mà gừng là gừng tự nhiên organic đó. Cải này là sẽ nấu canh ăn bữa nay. Với lại cho mình xin phép mình khoe một cái nữa, mình thấy này mình tự hào lắm. Mấy bạn ở ngoài miền Bắc thì chắc không biết cái này đâu, nhưng mà những cái bạn nào ở trong miền Nam á thì sẽ biết cái này, thì gọi là cây sáp bóng, là củ cải muối. Và củ cải này là trồng trong vườn của mình nha, trong cái clip trước đây là mình có quay rồi đó, các bạn có nhớ không? Không thì các bạn cứ tìm lại cái clip là trồng thu hoạch củ cải trắng ở làng cỏ Tiên Hương á, thì có cái clip đó mình đã quay rồi. Thì nay là nó này nè, để hầm thịt nè, mình có thể ngào lên dưới đường mình ăn cháo, ăn chay, hay là mình hầm xương, hầm chân giò, nói chung là các món hầm rất là ngon, và các món thịt để kho các bạn, ok lắm nha. Bây giờ nè, để tử đâu, tập trung ơi, phát quà, tập trung đi, tăng đây, sáng là phải là phát quà cho nó vậy đó. Ở đây nè, đang nhỏ nhất út tị, bánh xì nó không ăn đâu, nó không thích ăn bánh mì đâu, nó chê dữ lắm. Rồi tới ta coi mẹ của bị, ta coi đây, ta coi tới ta phèn, tới a lắc, rồi tới a bon, rồi tới a minh, tưng hết rồi nha. Ổ thêm một chút cho ăn cơm, nấu canh rồi cho ăn cơm. Cũng còn không có ăn nữa mà sáng rồi tụi mày đòi hỏi gì, từ từ nấu có ăn.
Tụi này á, nó ăn cơm cái giỡn đâu. Một ngày ăn hai lần. Một lần ăn cũng phải có thịt gà thịt này kia nó mới ăn. Anh Minh nghèo lắm rồi, hết tiền rồi, không có tiền mua gà quà cho ăn đâu. Ăn cơm với cải thôi, mấy con chó nhà khác nó phải ăn mèn mén đó. Kéo nhà mình nó có một con chó, mà chó còn đỏ luôn. Đâu có ai cho nó vô nhà ngủ như tụi này đâu. Ngủ ngoài trời lạnh như đó. Mà người dân ở đây người ta nuôi mà người ta thích thích, người ta giữ chó thì giữ nhà. Người ta đâu có nghĩ như mình cho tụi nó vô nhà coi nó như con như cháu đâu. Anh đâu biểu ca. Không tới ý. Có ăn. Có phèn. Có bon. Biểu. Các bạn biết sao mà mình đổi cái nón này không? Cái nón này mình thấy người Mông thay đổi nhiều, nhưng mà những gì mình tìm hiểu á, mình thấy là cái nón này không phải là bản sắc dân tộc của người Mông, mà là khi cái thời mà Pháp thuộc nó qua đây các bạn, đứng thiết giáp Pháp thì nó đội cái nón, cái mũ đen. Thì trong thời gian người Pháp ở đây nè, người Mông có giao lưu, có qua lại với người Pháp, thì có những người Pháp họ thích, họ rất là mến người Mông, họ mới tặng những cái nón này. Thì khi đó mà đi ra đường mà thấy mà đội một cái nón thiết giáp của Pháp á, là ý là mình đã có một cái mối quan hệ với cái người đó rồi, cho nên ra đường rất là uy quyền, người khác phải là kính sợ. Cho nên cái nón này ngày xưa nó là một cái gì đó hot và trend của giới trẻ thời đó và những cái người sống vào thời kỳ đó. Ba à, nước sôi chưa? Thì ngày hôm nay mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện nữa để nói cho nghe, là mẹ của mình á, trước đây là bị liệt nửa người trong cái thời kỳ lúc đó mình đang ở Đức. Thì cũng rất là buồn luôn, là cha mới qua đời mà mẹ ở nhà bị liệt nửa người gì đó. Mà thông lúc đó mình mới quay lại Đức thôi, công việc cũng chưa có ổn định, chưa thể nào về Việt Nam được liền. Thì mình cũng nhờ một cái loại thuốc mà của gia đình mình, là cũng của người quen của bố đỡ đầu của mình, là có nghiên cứu, có phát triển một loại thuốc gọi là tăng sinh tế bào gốc côn trùng hạ thảo, công ty Navita Pharma ở Hungary, do những cái người tiến sĩ hóa dược, những người nhà nghiên cứu sinh ở bên Viện Hàn Lâm học Hungary nghiên cứu ra. Thì mình mới liên hệ với bố lúc đó, ngay tức khắc mà hỏi vấn đề này, mà bố có hướng giải quyết là bây giờ gãi liền cái tăng sinh tế bào gốc để về uống vào để cho nó tái tạo lại các mô bị hỏng á, các cái dây thần kinh bị hỏng, rồi cộng theo đó là đi tập dược lý trị liệu. Và sau nữa, và sau nữa thì mình sẽ hỏi mẹ mình để mẹ mình trả lời với lại những cái thông tin thêm nha các bạn. Tại vì sao phải hỏi mẹ mình? Tại vì mẹ mình là cái người mà được rất là nhiều người hướng dẫn, mà trong đó có mình và bố, để tập mọi thứ, sử dụng hết những cái gì kiến thức mà mình tìm hiểu được á, mình nói với mẹ mình để mẹ mình tập theo, để làm theo á. Rồi cũng may mắn là dần già cũng hồi phục, tay chân cũng đi lại bình thường, bây giờ làm nương làm rẫy chẻ ra nữa các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ phỏng vấn mẹ mình, hỏi thử ra những cái gì mà sau khi mà uống thuốc thì còn làm những cái gì nữa không nha, rồi tâm lý lúc đó ra làm sao, rồi những cái lời khuyên cho những người mà bị liệt nửa người như mẹ mình cùng cảnh ngộ á, để cho mọi người có thêm cái kiến thức để trải qua cái chuyện này, chứ không ổn lắm, liệt nửa người coi như mất nửa cuộc đời các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi, giờ mình hỏi mẹ mình nha. Đang tập gì mà? Tập chân kinh. Bây giờ ngừng xíu đi cho người ta hỏi tí nè, hỏi khán gì khán giả trên kênh. Bây giờ sau khi mà uống thuốc cái đó, thấy rồi thấy trong người nó là sao, giờ theo đó là tập cái gì nữa? Uống thuốc thấy thì khỏe lắm, mau hồi phục lắm. Khoảng có nửa tháng, 2 tuần là hồi phục rồi. Thì đi ha, tập lý tập lý vật liệu á, trị liệu á. Okay. Nhưng mà lúc đó là cái người thấy sao, nó đâu có đi được đâu không? Chân nó tay nó dở được. Miệng thì bị méo, tay chân dở không lên, nhưng là phải có người kè. Đi chứ không có đi một mình được, đi nó té. Nhưng mà đi vào bệnh viện rồi khoảng 2 tuần chăm cứu. Về đi làm thêm. Đi chị tập những cái dữ liệu vô đó, người ta tập cái gì cho mình? Lúc đó con ở nhà, ở bệnh Đức, con kêu ở nhà tập thì ai chở đi? Kêu xe chở đi. Kêu xe ôm rồi chở đi. Mình vô đó người ta tập cái gì? Con cái máy á. Máy người ta ấy để lên xuống mình theo. Nhưng mà thấy nó có hiệu quả hay không? Không, thì nó bớt, thì nó
nó trợ giúp mình thôi, nhưng mà về mình phải uống thuốc thêm, rồi về chăm cứu, rồi dịch chân kinh, qua dịch chân kinh, với lại mình phải tay chân mình dịch chân kinh là, ở đó anh chỉ đấy phải không, ở nhà ở tập. Thì cái đạt ma dịch chân kinh này á, mình cũng nói qua luôn cho các bạn biết á, thì đạt ma dịch chân kinh đó là từ thế kỷ thứ tư, thế kỷ thứ năm, tổ sư Bồ Đề Đạt Ma từ Trung Quốc, từ Ấn Độ qua Trung Quốc. Lúc đó ngài cư ngụ tại Thiếu Lâm Tự, thì ngài thấy những tăng nhân ở đây á, đa số là gầy gò ốm yếu, người thì không đủ dưỡng chất, đủ sinh lực để mà tập võ, cho nên ngài muốn dạy cho họ một cái bài tập đơn giản của yoga ở Ấn Độ ngày đêm qua. Cho nên các bạn cũng biết được là yoga là một cái môn tập khí công và vật lý rất là hay, đến từ Ấn Độ, của ngài Shiva sáng lập ra. Đến đời sau này á, thì yoga nó đã lan rộng khắp cả mọi tầng lớp của xã hội ở Ấn Độ, vì nó là một cái môn tập rất là tốt cho sức khỏe. Mà cũng đơn giản dễ hiểu thôi, ngày xưa người ta đâu có những cái thuốc thang mà mạnh như thuốc Tây như bây giờ đâu, mà nên người ta phải tập những khí công, rồi học những cái về đông y dược liệu để có thể cứu người, để có thể trị bệnh cho mình nếu mình bị cái bệnh hiểm nghèo gì đó. Thì quay lại mẹ mình ha, sau khi mẹ tập đặt ma dân kinh rồi còn làm gì nữa không? Buổi tối thì mình nấu nước với một củ rừng, muối ngâm chân, mỗi đêm mẹ ngâm khoảng 2 năm đó. Có tập thể dục thể thao gì không? Có, phải tập thêm, vận động thêm tay chân, buổi tối vô mùng thì tập, buổi sáng thì cũng vận động qua tay qua chân thêm. Mà đó con điện về không có cho ăn mấy cái gì, mình có làm theo chế độ ăn uống không? Không nhớ. Thì bây giờ mình chia sẻ với khán giả đi, có gì người ta nhà ai mà có bị liệt nửa người đó, người ta cũng thể ứng dụng. Còn quý vị mà muốn rõ hơn á, mà kỹ hơn á, thì có thể điện qua cho Minh Nguyễn số điện thoại bên dưới. Minh Nguyễn sẽ giúp vào những cái mà mẹ mình từ xưa đến giờ làm mà hết. Ngày xưa điện về thấy khổ lắm, đi một chân một binh một miệng thì méo, tay không dên được, chân không dên được. Cha thì mới mất có 3 ngày, mẹ bị vậy đó. Nói chung là cũng trời Phật thương, rồi mình cũng đi tìm hiểu. Từ từ dần dà mình tập hết các thứ, chứ không phải mình chỉ phụ thuộc vào thuốc hay là bác sĩ. Là bác sĩ người ta phải lo cho rất nhiều người, người ta đâu hiểu mỗi ngày mình sinh sống mình làm những cái gì đâu, người ta làm sao giúp được hết cho mình. Thì tập đặt ma dịnh kinh đó, các bạn nhớ là phải quấu cái chân xuống vậy nè, hậu môn phải nhíu lại, cái lưỡi thì để trên cái níu găng, tư tưởng tập trung giữa trán, hít vào thở ra đều đặn, cứ tay gần sau là hít vào, tay trước thở ra. Đó, mình nói chung là mình phải làm đều đặn các động tác, không nói chuyện. Nhưng mà tại giờ nãy giờ là phỏng vấn mới nói chuyện, chứ thực sự ra tập là không được nói chuyện. Thì một ngày mình vẫy càng nhiều càng tốt, cứ vẫy mà mình thấy nó nóng người là được. Mấy đệ tử này sao mày không vẫy với bà, ngày nào bà vẫy nó cũng đứng đây nè, nó canh đó. Mình chúc các bạn mà nếu mà may mắn coi được cái clip này á, mà có ai mà biết người ta bị liệt nửa người đó, bị tai biến mạch máu não đó, các bạn có thể chia sẻ giúp họ nha các bạn. Tại vì liệt nửa người cái này nó khó chịu lắm, sống không được mà chết cũng xong. Với lại mình quên được hết nhiều bệnh nữa, bị tiểu đường, với lại huyết áp cũng không có còn thuốc nữa. Quên nữa, mẹ mình đây là cũng bị tiểu đường nha, với tăng huyết áp mãn tính luôn. Mà từ khi lên đây rồi là không có thấy bị triệu chứng gì của tăng huyết áp. Mà tiểu đường thì đo đường, có máy đo đường tại nhà với máy đo huyết áp luôn, nó không có biểu hiện nó lên mà nó còn giảm xuống nữa, không giảm quá nhiều nghe. Tiểu đường mà lên quá nhiều cũng khổ, mà xuống quá nhiều cũng khổ. Cha mình là do mất qua đời là do tiểu đường nha, nên ai bị tiểu đường thì nhớ là phải chăm sóc sức khỏe mình trước khi quá muộn, để sống với con cháu này chứ. Rồi thêm một phần nữa là ngày xưa mình ra đây sống nè, mình thấy không khí ở đây nó sạch lắm, nó đâu có thua kém gì châu Âu đâu. Mà ở đây á, mình có thể dùng cái oxy này để tái tạo cơ thể mình. Mình nghiên cứu được là mình sống ở những cái nước châu Âu á, những người ở bên châu Âu người ta hay đi rừng núi, người ta sống lắm, mấy một năm người ta đi kỳ nghỉ 1-2 tháng để người ta ở đó với gia đình vợ con người ta. Mình hỏi, mình đặt câu hỏi chứ, mình thấy nó tại sao vậy ta. Nói chung là đẹp thì cũng đẹp thiệt, nhưng mà đi thì phải đi một nơi chứ ở đâu lâu một chỗ vậy. Nhưng mà họ nói là ra đây ở, ra cái nơi đó người ta có thể nhận được cái oxy trong sạch, rồi ở cái nơi nó yên tĩnh, tâm lý người ta được hồi phục, rồi cơ thể người ta được hồi phục,
Thì kết hợp thêm nếu mà mình tập khí công hay ngồi thiền gì đó, nó là một cái gì đó rất là tốt cho cơ thể mà mình nên thử cách trị liệu này nha mọi người. Vừa rồi là một kiến thức về y học, về cái bệnh mà quái ác, đó là tai biến mạch máu não, và những chia sẻ của mẹ mình. Còn bây giờ thì một kiến thức bổ ích nữa mình muốn chia sẻ các bạn, đó là kiến thức về trình tường. Cái tường này đây. Và đây, ở đó, thấy chưa? Mình phải tu bổ hàng năm này. Trình tường thì rất là sợ những ủ tí, quậy, phá. Thì tại sao nè? Cái câu hỏi ở đây á, để đặt ra đó là các bạn cũng biết người Tày thì đa số là ở dưới rừng, dưới núi, ở nhà sàn để tránh côn trùng thú dữ. Mà tại sao ở đây cách 1000 mét trên mặt nước biển, tại sao lại có một quần thể người Tày ở đây? Thì ngày xưa bà con mình ở dưới là Má Tìa, mình cũng kể câu chuyện trước đó rồi đó. Bà con mình di chuyển lên đây. Các bạn biết không, lúc mà đến đây thì chỉ có là cây, nước, rừng hay đất thôi. Bây giờ làm sao? Bây giờ mình phải sáng tạo suy nghĩ rồi chứ. Thì cái đất nó là cái đồi nó bằng cái gì? Thì muốn ở được, nó muốn định hình một cái ngôi làng thì khoét cái đất vô, mình làm cái công cuộc mình gọi là dời đất. Mà đất á, người ta phải đào ra, lựa ra đất thịt á, thì người ta sẽ dùng để làm ngói. Còn đất mà có đá đó, đất mà có nhiều cái thứ mà linh tinh nhỏ nhỏ mà nó không có mịn đó, thì người ta sẽ làm cho cái tường này trộn với lại bùn cưa, trộn với lại những cái bụng gỗ, những cái phân trâu, phân bò. Sau đó đó, họ mới dùng những cái khung gỗ định hình làm cái tường. Và cái tường ở đây nó dày là nửa mét, rất là dày các bạn. Cái định hình nó, và thêm một thứ gì nữa. Chúng ta đâu có phải là làm cái trình tường này làm một ngày một bữa được đâu. Nó phải có cái cây này nè, cái cây này. Cái cây này là cái cây mà khi mà mình đóng khuôn vô rồi, mình mở khuôn ra, mình mới dùng nó để định hình, đánh cho nó bằng lại hết cái tường, để làm cho cái tường nó vừa chắc vừa bằng lại hết, xong rồi bắt đầu gắp khung lại tiếp, để thêm vài ngày nữa cho nó hoàn toàn nó khô mới lấy khung ra, rồi mới làm thêm lớp tường khác nữa. Đâu phải là đơn giản mà mình có thể làm được cái trình tường đâu bạn. Và cái gỗ này nữa, cái gỗ này nè là theo cái nhà luôn, nó là thường là gỗ quý và gỗ nghiến, những cái loại gỗ mà không có bị mọt để có thể sử dụng được rất là nhiều năm. Còn trình tường á, cái điều lưu ý á, mà khi người ta ở nhà trình tường á, là nếu mà mùa mưa đó, xung quanh cái ngôi nhà bắt buộc là phải đào đất cho nó thoáng hết, không có được để đất nó cao hơn cái tường, tại vì nếu mưa nó tràn vào cái tường nó sẽ bị. Ngày trước mình về mình không có đào các bạn, thì chỗ này nè mưa xuống á nó rất là ẩm ướt, nó ẩm ướt lắm, nước ở ngoài nó thấm vào trong đây luôn. Cho nên sau đó mình với em của mình với mấy người bạn mới đi đào hết, rồi lụm mấy cái đá ra. Hầu như ở đây là đất ít lắm, toàn là đá không à. Phía sau nó cũng có mạch nước, là mình vừa xây nó mình bẻ hướng nó đi chỗ khác, chứ không nó rất là nguy hiểm cho cái tường bị ngã. Tường mà bị ngã là do yếu tố là thời tiết nè, yếu tố con người nè. Chứ mà cái người mà nghệ nhân mà xây trình tường này á, người ta rất là có tâm, người ta làm xài mấy trăm năm, nhà hầu như ở đây tường là trên dưới 50 năm, 100 năm hết, không có bị xây xịt gì. Còn cái dấu tích mà cái vết nứt này đây là khoảng 4-5 năm về trước, người ta kể lại á, là ngủ một đêm thì không có biết gì hết, sáng thức dậy ra thì thấy đất ở dưới đất nó nứt ra, tường nó cũng bị nứt, một số nhà là bị. Nhà này với nhà kế bên là bà của bà Vư, hay gọi là bà Thắng, là nhà của bà bị nứt với nhà này, ngủ một đêm thức dậy là nứt. Ở đây á, thêm một cái tập tục mà văn hóa ở đây nữa đó, mình muốn chia sẻ là thường là gặp người lớn, gặp người mà có tuổi, mình sẽ không được gọi tên của họ, tên cúng cơm của họ. Mình chỉ được phép gọi người con đứng đầu của gia đình đó. Ví dụ như bà Vừ là có anh Thắng là con trai, mà là con trai lớn thì kêu là bà Thắng đó. Nó tránh gọi cái từ tên của tuổi cúng cơm. Và cái quan niệm của người dân ở đây á, là khoảng tối á, mà trời tối mà ở trong rừng á, có ai đi chăng nữa, mình kêu mình, kêu tên mình là mình không được quay lại hay trả lời. Và mình cũng không được gọi tên cái người đi chung đoàn với mình. Mà có gặp ai kêu mình cũng không trả lời. Đó là một cái tập tục từ xưa đến giờ, cái hủ tục ở đây. Thì đến đây cái video của mình cũng xin kết thúc tại đây. Mình cảm ơn các bạn đã xem video. Và nếu thấy thích, thấy hay, các bạn hãy cho mình một like, một share, và bấm vào biểu tượng hình cái chuông để nhận được thông báo sớm nhất vào kênh của mình nha. Minh Nguyễn chúc các bạn có nhiều sức khỏe và bình an, và luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào các bạn.